Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Đám người thạch hào nhanh chóng bị bao vây lại. Huyền Quỳ chủ động muốn ra trận đánh con hổ già đó, mong rằng mọi người sáng chịu một xíu, đánh ngã một con mới dễ dàng hơn chút. Thạch hào không cần Huyền Quỳ phải ra sân chiến đấu, chỉ cần ở đây bảo vệ mọi người hết sức là được. Dứt lời, đám hung thú bên kia lập tức lao lên tấn công. Thạch hào cũng chủ động xông ra đánh địch. Đối thủ là Bạch Hổ Vương. Vậy nhưng tên hung thú khác thì lao thẳng đến nhóm người Tiêu Thiên. Huyền Quỳ đứng ra chặn đường con voi to xác. Trong lúc hai người đang giằng co thì hai kẻ khác đã thừa cơ hội xông ra tấn công Hạ U Vũ. Rất may là Huyền Quỳ ngăn cản kịp thời. Chỉ sau một vài chiêu giao thủ, Thạch Hạo đã trên cơ Bạch Hổ Vương, đấm tên kia bay lên không trung, rồi cũng lao lên tặng cho thêm một đấm nữa khiến hắn ta rơi xuống, sau đó là tung một cước dứt điểm. Chuyện kế tiếp là trợ giúp Huyền Quỳ tặng cho mỗi kẻ một quyền, tiến bọn chúng xuống đất mẹ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Bạch Hổ Vương nữa. Trái ngược với vẻ hùng hãn bản nãy thì bây giờ hắn ta lại nằm thoi thóp một chỗ, không dám thốt lên lời nào nữa. Tiêu Thiên và Hạ U Vũ muốn kết liễu hắn báo thù cho các vị sư trưởng. Nhận thấy bản thân mình sắp phải về chờ ông bà, Bạch Hổ Vương liền cầu xin tha mạng, đồng thời tiết lộ bí mật trong núi có số bí bảo, hắn có thể dẫn mọi người đi. Thạch Hào nhớ lại lúc vừa mới tiến vào, mảnh vỡ nguyên thủy chân dài lúc đó tự cảm ứng nhau, rất có thể là còn có mảnh vỡ khác ở đây. Lời của tên này cũng đồng nghĩa rằng từ lúc mọi người tiến vào thì đã bị theo dõi. Hắn ta tiếp tục cho biết, nơi bí ẩn đó nguy hiểm vô cùng. Giết hắn thì không chỉ không lấy được bí bảo, xông vào thì sợ rằng cái mạng cũng không còn. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại không quá quan tâm tới chuyện đó. Ngày đó, hắn ta sát hại đệ tử Bồ Thiền Các không thương tiếc. Thạch Hạo tuyệt nhiên không tin tưởng và càng không muốn làm một cái giao dịch. Biết bản thân mình không còn đường sống, Bạch Hổ Vương liền há miệng tung chiêu đánh lén thẳng vào mặt Huyền Quỳ. Sau đó nhanh chân bỏ chạy, vậy nhường chạy đầu cho tắt nắng. Vừa mới đi chưa được bao xa thì đã bị Thạch Hạo tùng chiều kết liễu. Tới đây thì mối thù của Bồ Thiền Các đã triệt để báo thù xong. Việc kế tiếp là đi tìm miếng nguyên thủy chân sải. Bọn họ muốn đi cùng Thạch Hạo, nhưng trong này quá nguy hiểm, mọi người nên chờ ở bên ngoài. Cậu sẽ đi một lát rồi về. Huyền Quỳ sẽ cùng với cậu lên núi. Cậu lấy ra hai mảnh vỡ để xác nhận thực hư, đúng là có mảnh vỡ nguyên thủy chân sải. Sau đó lấy dây trung đồng dò xét từng miếng bảo vật trước mặt. Trong bộ giọng mấy món đó đều là tàn cốt của thái cổ hùng thú, thân cầm. Tất cả những đồ vật này, Thạch Hạo đều muốn thu lấy. Vừa định tiến lên thì Huyền Quỳ đã nhắc nhở, còn nhớ lời Bạch Hổ Vương nói hay không, tế đàn đó ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Thạch Hạo cảm thấy rất đúng, cho nên yêu cầu hắn ta đi trước mở đường. Cả người hắn ta toàn vỏ cứng, chắc là không sao đâu. Huyền Quỳ rất không muốn điều này, nhưng không còn cách nào khác là phải tiến lên, vừa chậm rãi bò vừa quan sát xung quanh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cho hắn sợ mất mật. Đột nhiên tế đàn bạo phát ra một luồng lực lượng, Thạch Hạo lập tức lùi về sau. Huyền Quỳ cũng rút đầu lại tránh né, hắn cho rằng sát khí mạnh như vậy, tu sĩ bình thường đụng vào sẽ trực tiếp bay màu. Cho dù hắn có mai rùa thì cũng khó đảm bảo 100%, nên đương nhiên phải tránh rồi. Xem ra đạo sát khí kia chính là nguy hiểm mà Bạch Hổ Vương nói. Thạch Hạo tung một chiêu thăm dò, chiêu thức chạm vào con mắt tế đàn, vậy nhưng nó không bạo phát sát khí. Nhận ra không có nguy hiểm nên cậu muốn nhân cơ hội này lấy đi mảnh vỡ nguyên thủy chân giải. Vừa mới cầm đồ vào tay, con mắt kia đã chuyển động, hướng mũi nhọn vào người Thạch Hạo. Nhận ra mùi nguy hiểm, Huyền Quỳ lập tức quay xe bỏ chạy. Thạch Hạo cũng vậy, con mắt đó nhanh chóng bạo phát một luồng khí tức, đồng thời tế đàn không ngừng lay động, cảm giác như sắp có gì đó chạy ra rồi. Lẽ nào nơi này có phong ấn thái cổ cự hùng gì đó? Sát khí tiếp tục bạo phát ra xung quanh, nếu không may đụng vào thì có khi chết chắc. Thạch Hạo tung chiêu nhằm ngăn cản sát khí bành trướng, vậy nhưng không có mấy tác dụng. Huyền Quỳ yêu cầu Thạch Hạo ném khối xương mới lấy kia đi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ bảo vật một cách dễ dàng như vậy được. Cứ bỏ chạy như vậy cũng không phải là cách. Cậu đành phải lấy ra thế giới bảo hạp, rồi đưa theo tên kia cùng tiến vào bên trong, giữ lại được cái mạng. Hai người rơi thẳng xuống trước mặt Nguyệt Thiền. Cậu lảo đảo đứng dậy, sau đó phục dụng mấy hạt hồi phục đầy trị thương. Huyền Quỳ chứng kiến cảnh tượng này cũng bất ngờ. Thứ nghịch thiên như vậy lại nhai như ăn kẹo. Cậu đây là con cháu của Chí Tôn sao? Thạch Hạo yêu cầu tên kia bớt nói nhảm lại, đồng thời cũng ném cho hắn mấy cái hạt để hắn trị thương. Nhận được đồ tốt, hắn ta vô cùng vui mừng. Nhưng niềm vui này còn chưa kéo dài được quá lâu thì không gian xung quanh đã rung động, lắc lư kịch liệt. Con dù này thế vậy càng hoảng sợ, hắn tới hạ giới là để mở mang kiến thức. Bây giờ thực sự hối hận rồi. Bầu trời đột nhiên bị cưỡng chế xé mở. Nguyệt Thiền cũng bất ngờ, rốt cuộc đây là quái vật gì lại còn muốn cưỡng chế xông vào tiểu thế giới. Trước đó Liễu Thần từng cho biết, nếu như gặp nguy hiểm thì Vạn Linh Đồ còn có một công dụng khác. Có lẽ nguyên thủy chân dài trên tay chính là Vạn Linh Đồ. Biết đâu cái gọi là kỳ hiệu kia có thể cứu mạng thật. Cậu nhanh chóng đem ba khối nguyên thủy chân dài kết hợp lại thành hoàn chỉnh. Từ bên trong xuất hiện ra một con hung thú.
hung thú vừa xuất hiện liền dọa cho kẻ địch phải rút lui. Đám người Thạch Hạo vì vậy mà giữ được cái mạng. Nghỉ ngơi xong, hai người liền ra ngoài. Đám người Tiêu Thiền thấy Thạch Hạo quay về liền an tâm. Thạch Hạo nhắc nhở mọi người sau này đừng đi tới nơi này nữa. Huyết thù đã thanh toán xong, tai họa ngầm cũng đã loại bỏ hết. Bây giờ bọn họ có thể xây lại sư môn rồi. Trước mắt, số lượng thành viên chưa nhiều. Vậy nhưng cũng đủ để xây dựng lại và lời hứa hẹn trùng kiến tổng môn với quỷ già cuối cùng cũng hoàn thành. Đồng thời trước khi rời đi, Liễu Thần đã giúp cho cậu tìm được hạt sống của thần đằng năm đó. Đây là món quà mà nàng để lại cho cậu. Thần đằng chính là tế linh của Bổ Thiên Các. Bây giờ lần nữa được phục sinh, mọi người vô cùng vui mừng. Thạch họ bàn giao nhiệm vụ cho Thanh Phong, cũng giao cho hắn mấy viên chí bảo tiểu niết bàn đan, có thể giúp vương gia đột phá tới tôn giả cảnh, để cho hắn bồi dưỡng vài vị tôn giả. Còn cậu thì còn một con đường khác để đi, không thể ở lại cùng bọn họ nữa. Điều mà cậu muốn là sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi lên đường. Về phần hoàng vị của Thạch Quốc, Thạch họ dự định sẽ truyền lại cho Tần Hậu. Tần Hậu cũng để lại cho cậu một phòng thư có biệt. Bản thân hắn phải quay về Bất Lão Sơn một chuyến. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!